Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là một cái mẫu đèn hào quang 64 tia cho ai cần nhé. Cái này thì có đường kính là 80 cm. Đó. Này là 80 phân. Đấy. 80 phân. Kích thước với kích thước này thì các bạn có thể làm cái số tia nó ít hơn để cho giá tiền nó rẻ hơn cũng được nhé. Đấy. Tùy theo giá tiền mà các bạn muốn sử dụng để đầu tư vào chiếc đèn hào quang của mình là bao nhiêu tiền thì sẽ làm, bên mình sẽ làm cho nó phù hợp các bạn nhé. Như với cái đơn hàng này thì khách làm đường kính là 80 cm đó, 80 cm cái đèn hào quang này tầm tấc đấy, và chạy hiệu ứng là cho cái hào quang này là 64 tia nhé. Đấy, 64 tia, và đèn này có thiết kế là chạy nhạc luôn. Đấy, có nhạc niệm Phật luôn. Nhạc này thì các bạn có thể là cóp nhạc tùy theo tùy chỉnh theo ý thích của mình được. Đấy. Tăng giảm âm lượng, chuyển bài đều được. Đấy. Mình chuyển bài này. Đó. Chuyển bài hoặc lặp một bài cũng được. Đấy, đây là bài Quán Thế Âm Bồ Tát này. Đó. Có thể chuyển bài, lặp bài. Đó, tăng giảm âm lượng đều được. Đó. Các hiệu ứng chuyển sẽ ngẫu nhiên, chuyển tự động ngẫu nhiên. Rất là dễ dàng các bạn nhé. Các bạn có thể tắt bật nhạc đều được. Đấy, tắt nhạc và hào quang vẫn chạy. Đấy, tắt nhạc và hào quang vẫn chạy bình thường, hoặc là mình có thể bật lên, bật nhạc chạy cùng với hào quang. Đó. Và có thể chỉnh được tốc độ của cái hào quang này, chạy hiệu ứng tốc độ nhanh chậm rất là dễ dàng bằng cái núm chỉnh tốc độ ở đây. Đấy, bên mình có thiết kế một cái núm chỉnh tốc độ ở đây rất là dễ luôn. Và đèn hào quang này thì mình thiết kế cho khách là chạy để ngoài trời luôn. Đấy, chạy ngoài trời vô tư luôn. Đấy. Và cả một cái bảng hào quang như thế này. Đó, bên mình sẽ sử dụng một cái cục nguồn như này thôi. Đây mình rút điện đi nhá. Đó, mình sử dụng một cái cục nguồn như này thôi. Rất là nhỏ, nguồn 5V như này. Đấy. Đấy, 5 hoặc 12V thôi. Nhưng mà điện là điện một chiều các bạn nhá. Nên là khi chạy vào bảng led này để ngoài trời thoải mái vô tư, nó an toàn các bạn nhá, không vấn đề gì. Đấy. Đấy, cả một cái đèn như này thì mình chỉ cần sử dụng một cái cục nguồn như này là đủ rồi. Đấy. Bởi vì cách đấu nét của mình ở bên trong ấy, thì nó có một chút khác biệt so với những đơn vị khác. Đấy, thế nên là những đơn vị khác sẽ sử dụng một cái cục nguồn nó sẽ bự hơn. Đấy, chẳng hạn như thế, hoặc là sử dụng điện áp 220V đưa trực tiếp vào trong cái đèn hào quang này. Đấy, chạy thì ngoài trời thì nhiều khi là mưa gió cũng không biết thế nào được cả. Đấy. Nó bảo điện rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà bên mình sử dụng điện áp là 1 chiều 5V đưa vào đèn nên là rất an toàn các bạn nhé. Khi mà vấn đề gì về hỏng hóc sự cố ấy, thì mình thay một cái cục nguồn khác nó cũng rất là dễ. Đấy, kiếm đâu được cái cục nguồn như thế chẳng hạn, thế mình hoặc mình bên mình sẽ gửi cho các bạn, nó rất là dễ luôn. Đấy. Đây mình cho các bạn xem mặt sau nhé. Đó, mặt sau của đèn này. Đó, mặt sau của đèn này rất là đẹp luôn. Đấy. Loa này, loa bên trong này. Đấy. Bây giờ mình sẽ quay đèn chạy trời tối cho các bạn xem nhé. Đó. Rất là dễ. Đây. Đèn này. Đèn có một cái rắc cắm này, rắc cắm này. Đấy. Đó. Rắc cắm riêng cho nguồn cho đèn hào quang này. Đó. Đèn hào quang tắt nhưng mà nhạc vẫn chạy. Đấy, mình cắm này vào thì đèn hào quang mới chạy này. Rất là tiện luôn. Đấy, bây giờ mình quay chi tiết sản phẩm
cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào có nhu cầu thì có thể là liên hệ với mình để đặt hàng nhé. Số điện thoại của mình thì để bên dưới phần mô tả video rồi. Đấy. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp mình qua Zalo hoặc là điện thoại trực tiếp đến mình báo giá đặt hàng cho các bạn nhé. Đèn hào quang này cũng rất là mỏng luôn các bạn nhá. Đó, bên mình làm này. Đó, các bạn nhìn thực tế nhá, rất là mỏng manh, rất là đẹp luôn, thẩm mỹ 3 phân. Đấy. À, phủ bì các thứ nữa vào độ 3/1, 3/2 gì đấy. Đấy các bạn nhìn trực tiếp đây. Đó. Rất là thanh mảnh, thẩm mỹ. Đấy. Không dày cộp như một số đèn của đơn vị khác đấy. Hiệu ứng đây thì các bạn cứ xem thực tế. Các bạn ưng thì đặt hàng, còn không ưng thì có thể bỏ qua video này. Đó. À, bây giờ mình sẽ cắm đèn hào quang lên nhá, cho các bạn cùng xem hiệu ứng khi trời tối nhé. Mình bật nhạc luôn đấy. Đấy. Khi hết một bài nó sẽ tự chuyển bài các bạn nhé. Đấy, bây giờ đang chuyển sang bài Nam Mô Quán Thế Bồ Tát. Đó. Mình có thể để chế độ là lặp bài, nghĩa là sẽ chạy một bài thứ nhất đều được các bạn nhé. Đó, nghĩa là chạy một bài thứ nhất đều được, hoặc là để chế độ chạy chuyển bài thì sẽ tự động chuyển qua các bài. Đó, mình bật bài niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đó thì cái này thì mình sẽ để chế độ là một bài này thôi. Đấy.
Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm và bỏ chút thời gian để theo dõi những video mình chia sẻ. Nếu như bạn thấy video này của mình hay và hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem nữa nhé. Cũng như bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Dưới đây là những video hữu ích khác mà HocNet gợi ý dành cho bạn. Bạn hãy nhấn vào các hình vuông đang hiển thị để xem video. Chúc các bạn xem video vui vẻ và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của HocNet.com.